kính chào quý vị và các bạn rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin bất động sản thái nguyên mở đầu bản tin hôm nay là những tin tức bất động sản mới cập nhật mời quý vị cùng theo dõi dự án nhà ở công nhân, nhà ở xã hội tại phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, do công ty cổ phần đầu tư Bình Minh Phát làm chủ đầu tư, chuẩn bị được thi công xây dựng. Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên tính đến thời điểm hiện tại, đủ điều kiện vay vốn ưu đãi phát triển nhà ở công nhân, nhà ở xã hội theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng trong nghị quyết số 33 của chính phủ. Theo đó, dự án đã hoàn tất các thủ tục và đang khẩn trương chuẩn bị công tác khởi công, tổ chức thi công xây dựng. Dự án có quy mô 11,3 hecta Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 300 tỷ đồng, bao gồm 11 tòa nhà cao từ 5 đến 10 tầng. Hiện tại, dự án đã được giao diện tích đất 92.397 m2 trên 113.000 m2 để triển khai. Dự kiến khi hoàn thành giai đoạn 1, dự án sẽ cung cấp cho thị trường gần 700 căn nhà ở công nhân, nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho hàng nghìn lao động tại các khu công nghiệp, khu hành chính của thành phố Thái Nguyên và vùng lân cận. Tính đến hết tháng 7 năm 2023, tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Sông Công ước đạt trên 5.600 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp địa phương ước đạt gần 3.200 tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ. Toàn thành phố có hơn 20 doanh nghiệp thành lập mới. Với mục tiêu xây dựng thành phố Sông Công trở thành một trong những vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh, những kết quả đã đạt được sẽ tạo đà vững chắc để địa phương hoàn thành mục tiêu đề ra. Hiện nay thành phố đang tập trung thực hiện các mục tiêu đến năm 2025, tổng số vốn thu hút đầu tư đạt trên 30.000 tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng đạt 24.600 tỷ đồng, tăng bình quân 17% trở lên, giá trị ngành thương mại dịch vụ đạt 2.900 tỷ đồng, tăng bình quân 22% trở lên. Hiện nay thành phố Phổ Yên đang triển khai 8 dự án khu nhà ở đô thị với quy mô gần 143 ha, tổng mức đầu tư trên 5,5 nghìn tỷ đồng. Theo đó, 8 dự án trên có 5 dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận. Theo kế hoạch, các dự án này sẽ được hoàn thành trong giai đoạn 2024-2026. Đến nay, 5 dự án đã có nhà đầu tư đang tiến hành giải phóng mặt bằng để chuẩn bị khởi công và thi công hạ tầng. 3 dự án còn lại sau khi lựa chọn được nhà đầu tư sẽ tiến hành khởi công vào cuối năm nay việc triển khai thực hiện các dự án khu nhà ở đô thị nói trên nhằm cụ thể hóa đồ án quy hoạch đã được phê duyệt cũng như tăng quỹ nhà ở đất ở góp phần đảm bảo an sinh xã hội nâng cao hiệu quả sử dụng đất tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước thông qua các khoản thuế phí huy động sử dụng tối đa và hiệu quả các nguồn lực để xây dựng thành phố phổ yên trở thành đô thị văn minh hiện đại Thưa quý vị, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong 6 tháng cuối năm của tỉnh Thái Nguyên là tập trung kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các hạng mục của các dự án trọng điểm trên địa bàn, tạo tiền đề phát triển đô thị khang trang hiện đại. Năm 2023, tỉnh Thái Nguyên được phân bổ 80 dự án thuộc các ngành lĩnh vực cấp tỉnh quản lý, trong đó có 30 dự án có tổng mức đầu tư trên 100 tỷ đồng, gồm 12 dự án trọng điểm tỉnh đã tập trung bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án, đặc biệt là các công trình giao thông trọng điểm, riêng hai dự án tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc và đường vành đai 5 qua địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đoạn từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, quá trình triển khai giải phóng mặt bằng cho hai dự án trên và các dự án khác vẫn còn chậm, nguyên nhân được cho là nguồn cung vật liệu đất đắp thiếu hụt, thời tiết bất lợi. Để khắc phục tình trạng này, trong 6 tháng cuối năm 2023, các địa phương sẽ tập trung triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ công tác giải ngân, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao theo kế hoạch. Những cái vướng mắc thì chúng tôi đang tập trung giải quyết một cách quyết liệt. Chúng tôi, chúng tôi đang phấn đấu là về đích trước thời hạn. Về phía địa phương chúng tôi sẽ huy động sức mạnh toàn dân và các cái nguồn để chúng tôi xây dựng để hoàn thành các cái mục tiêu để phấn đấu đến năm 2025 đã góp phần vào để cùng với Phú Bình xây dựng lên thị xã. Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án, mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện thành phố căn cứ các quy định của pháp luật thực hiện quyết liệt đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra tại các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khẩn trương phân bổ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo đúng quy định bằng mọi biện pháp phải quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng lưu ý sẽ thực hiện thanh toán vốn cho dự án ngay khi có khối lượng nghiệm thu theo quy định. Kiểm tra, giả soát từng dự án được bố trí kế hoạch vốn năm 2023, chủ động điều chuyển kế hoạch vốn theo thẩm quyền từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng, đặc biệt là dự án trọng điểm, dự án cao tốc, dự án có giá trị lan tỏa cao. Đặc biệt, tỉnh sẽ có chế tài xử lý và luân chuyển các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức cá nhân cố tình cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. 6 tháng cuối năm 2023 thì chúng tôi tiếp tục tập trung quyết liệt để thực hiện cái công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các cái dự án trọng điểm để đảm bảo tốt hoàn thành cái kế hoạch mà Ủy ban nhân dân thành phố giao. Tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023, toàn tỉnh Thái Nguyên giải ngân được khoảng 3.010 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 38,3% kế hoạch vốn do Thủ tướng giao và đạt 35,2% kế hoạch địa phương giao. Những tháng cuối năm 2023, trong bối cảnh sản xuất công nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là giải pháp quan trọng và hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần tiếp tục chủ động tích cực và quyết liệt trong công tác triển khai, thi công, nghiệm thu khối lượng thực hiện, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán. Đồng thời, các ngành chức năng của tỉnh cũng cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư, thanh quyết toán vốn đầu tư công. Nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn phát triển, huyện Phú Bình đang tích cực chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã thị trấn có tuyến đường vành đai 5 đoạn từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang đi qua, tập trung giải phóng mặt bằng đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ. Dự án đường vành đai 5 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại quyết định số 3643 Quy đề UBND ngày 19 tháng 11 năm 2021, tuyến đường có tổng chiều dài 6,68 km, điểm đầu có vị trí tại km 0,00, giáp danh giữa xóm Tân Lập, xã Xuân Đức, huyện Phú Bình với xóm Khánh Châu, xã Phúc Sơn, tỉnh Bắc Giang. Điểm cuối tại km 6 684,75 giao với quốc lộ 37 tại km 100 875. Công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Tuyến đường được thiết kế đường ô tô cấp 2, vận tốc thiết kế 100 km h Tùy từng đoạn mà bề rộng nền đường, bề rộng mặt đường và bề rộng phần xe chạy được thiết kế khác nhau. Hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước, vỉa hè, cây xanh được xây dựng phù hợp với quy hoạch chi tiết khu dân cư hiện có. Ngay sau khi nhà thầu công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Hoàng Hải trúng thầu cái dự án đường vài năm năm đoạn qua khu vực tỉnh Thái Nguyên, cho đến nay thì cái mặt bằng giải phóng đã đạt khoảng 90% nên là công ty chúng tôi đang tập trung máy móc thiết bị và con người với với cái số lượng là huy động là lớn nhất để thực hiện dự án đảm bảo được cái tiến độ thi công đã ký kết với chủ đầu tư. Với cái đường vành nhân năm đi qua địa bàn xã Lương Phú sẽ mở cho xã Lương Phú cái thời cơ và vận hội mới trong cái phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là thu hút một số cái dự án đầu tư trọng điểm vào xã Lương Phú để tiến tới xã Lương Phú cùng với huyện Phú Bình sẽ trở thành thị xã trong tương lai tuyến đường vành đai năm đi qua địa phận của huyện là dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương đến nay về công tác thống kê kiểm đếm phần lớn bà con đều đồng tình ủng hộ chính quyền địa phương tiếp tục phấn đấu trong những tháng cuối năm sẽ cơ bản giải phóng mặt bằng xong phần diện tích đất nông nghiệp và đất công cộng còn lại đối với phần diện tích đất ở khi địa phương bố trí được tái định cư cho bà con sẽ tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng phần còn lại sớm hoàn thành dự án qua đó đóng góp vào việc từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch chi tiết đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội và quy hoạch giao thông vận tải của tỉnh để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, hình thành trục đông tây cấp cao liên kết kết nối Thái Nguyên và tỉnh Bắc Giang, tạo quỹ đất thu hút đầu tư cho phát triển công nghiệp, đô thị, du lịch, dịch vụ của địa phương đến đây bản tin bất động sản thái nguyên của đài phát thanh truyền hình thái nguyên xin được khép lại cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại